Xin chào mọi người, chào các bác, bà con, các anh, các chị. Hôm quay trở lại với kênh Cây Giống và Dược Liệu Tâm Đà của em Hải. Hôm nay đang bắt đầu bốc xếp 3.000 cây tùng La Hán cho một anh dài ở trên Tuyên Quang. Vừa rồi cũng đang tiến hành thanh lý cái lô tùng La Hán bầu to bầu nhỏ, nhiều kích thước khác nhau từ 15cm đến 40cm. Thì anh dài cũng lấy 3.000 cây bầu nhỏ, kích thước nó cao từ 20 đến 25cm. Mọi người có thể thấy là cây rất là to, cao, khỏe. Một túi này bọn em xếp là 50 cây, bầu nhỏ, xếp dễ. Thì các bạn đang bốc xếp lên xe. Hiện nay em đang có một vài dự án mới nên là muốn thanh lý cái lô tùng La Hán, tối ưu lại cái diện tích, bắt đầu phát triển thêm một vài loại cây mới. Hiện tại em để giá tùng La Hán nó rất là rẻ thôi, giá nó rẻ quá nên anh ra lấy số lượng rất là nhiều. Mọi người nhanh tay, ai có nhu cầu muốn mua để trồng cây bonsai, cây cảnh phát triển kinh tế, cây tùng La Hán này thì liên hệ ngay với em Hải theo số điện thoại em đính kèm ở bên dưới. Số lượng hiện tại cũng không còn nhiều nữa rồi, cũng có vài bác bốc rất là nhiều. Làm cho mọi người một cái video ngắn để cho mọi người xem quá trình giao hàng. Thì các bác ở quanh các tỉnh ở lân cận tỉnh Vĩnh Phúc của em, ở gần vườn thì em sẽ giao tận nơi cho mọi người, mang tận nhà. Vừa đẹp một thùng xe. Đấy, cây mọi người thấy cây rất là xanh đẹp. Tùng La Hán là một cây bonsai, nó có giá trị kinh tế rất là cao. Thì tùy vào mục đích phát triển của các anh các chị bà con thì mỗi người sẽ có một hướng để mà trồng và phát triển khác nhau. Thì bọn cháu vẫn ấy mà. Đấy, vừa xếp xuống xe. Bởi vì số lượng nhà anh dài. Anh dài không có nhà thì có hai bác bàn giao cho hai bác cây. Vâng. Đủ số lượng, cây cực kỳ đẹp. Thì mọi nhu cầu chi tiết là cứ liên hệ trực tiếp với em Hải. Vâng, tiền năm đang về giá cả cực kỳ rẻ cũng như là thông tin chi tiết hơn nữa. Xin chào.